Bạn tức giận là vì lòng chưa đủ bao dung. Bạn phiền muộn là do tâm chưa đủ rộng lượng. Bạn lo nghĩ là bởi trí chưa đủ thông dần. Bạn đau thương là tại trí chưa đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là do nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính mình. Mỗi khi chúng xuất hiện là khi chúng cơ hội để chúng ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày nhờ phiền não. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn. Đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn. Đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi. Đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi. Không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối. Đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực. Đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và cũng không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn. Nên dù khó khổ đến đâu cũng dằn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người có những điều cần lo lắng. Chân mỏi thì có thể nghỉ, lòng đau thì nặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế là cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bản dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chiếu mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mọi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sinh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những nữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người tùy lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to, gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Tứ phương mình bước tới, buồn vui hờn giận, tự mình cảm nhận. Ngọt bùi cay đắng, tự mình trôi qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa. Vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Trải nghiệm để trưởng thành. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người bước đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn nỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống. Vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo.
Nếu thực sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một nơi. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều những nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ chọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt, đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than, vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng đấy. Tự viết nên đời mình. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn, không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng, nỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tàn chảy. Trên đời này cũng không có quá nhiều nếu như bạn là tác giả của đời mình. Không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhưng nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là được. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn, không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù, đời người như một làn khói tỏa, xanh già hay tài trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản, cuộc sống vốn không hề phức tạp, hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể, dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của sự sống. Giữ cho mình một lý do để tự. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế là, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ.
như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn, dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ. Cuối cùng, họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải để tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người bình tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin ở trong lòng thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Cũng là một cách sống. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi thì cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sinh ra không mang gì đến, thì lúc chết đi cũng không mang được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn có thể đối với một người không là gì, nhưng đối với người khác có thể là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu. Vướng bận của lòng tham. Con người thông thường vì quá xem trọng dục vọng của mình mới phải quan tâm thái quá đến phản ứng của kẻ khác. Khi mong cầu không được toại nguyện liền cảm thấy bi thương. Người có lòng tham càng lớn sẽ càng trở nên yếu đuối. Kẻ chú ý đến lợi ích của mình bao nhiêu sẽ có nhiều toan tính bấy nhiêu. Muốn đạt càng nhiều sẽ thấy mất mát càng lớn. Bao nhiêu tổn thương cũng từ tham dục mà ra. Nếu lòng tham của chúng ta nhỏ lại, người khác sẽ không thể đoán định được và lợi dụng nó để phục vụ cho mục tiêu của họ. Nếu dẹp bỏ được lòng tham, những phiền não không có trong bóng víu sẽ phải tự rời đi và chúng ta sẽ được tự tại. Tự lực sống vui. Con người dù là có thế lạc cũng có khi phải rơi lệ. Nội tâm dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có những lúc cảm thấy chồng chềnh. Chúng ta đều mong ước khi trời mưa có người che dù, gặp oan ức có người an ủi, lúc nguy cấp có ai đó bảo vệ. Nhưng ai nấy cũng đều hiểu rằng đường dù xa đến đâu, bản thân cũng phải tự đi. Việc dù nhiều rối rắm mình cũng phải tự làm. Niềm đau dù khó tiếp nhận cũng phải tự mình bước qua. Thế thái thất thường không thể không tỉnh táo. Lòng người thay đổi không thể không thích nghi. Hãy học lấy sự trân trọng, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách lãng quên. Đối diện với điều khó đối diện có khi cũng là sự gánh vác. Tiếp nhận những điều khó tiếp nhận sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Dù lòng người thường hay yếu đuối, cũng nên cố gắng tập sống thật mạnh mẽ, vì không ai có thể thay thế ta sống trọn cuộc đời này. Thương lấy bản thân, đối xử tốt với mình và sống những ngày tháng đáng tự hào. Lựa chọn thiện lành. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác, vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhịn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao.
tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiện cảnh oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn tha thứ không phải vì thiếu nguyên tắc, mà tôi cảm nhận rằng bỏ qua cho người cũng là tha thứ cho mình. Không thể vì một sai lầm nhất thời mà xóa bỏ tất cả. Tôi chọn thành thật không phải vì quê mùa, mà tôi nhận ra rằng sống với sự thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc che đậy điều giả dối. Tôi chọn tình nghĩa không phải vì cố chấp, mà tôi muốn cùng những người bạn của mình chia sẻ khoảng thời gian quý giá khi có duyên gặp nhau. Không thể giả tạo, không thể lừa dối, vì tôi biết giả tạo và lừa dối không thể mang lại những người bạn tốt, những kết quả mỹ mãn. Ở đâu cần phải chấp nhất thị phi, bị người hiểu lầm mà không phân trần là động lực. Sự việc thật giả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất. Bị người tổn thương mà không oán trách là lương thiện. Tình đời thay đổi nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bị người vu khống mà không buồn giận là có tu dưỡng. Phẩm chất tốt xấu, thời gian sẽ soi sáng tỏ tường. Ở đời nhiều khi hơn nhau không phải do bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ bạn biết xem nhẹ những việc gì. Tấm lòng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc quen biết người nhiều hay ít, mà có thể bao dung được những ai. Người chấp nhận thiệt thòi không có nghĩa là thua thiệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng. Người nhường nhịn không hề mất mát gì, ngoài sự tự tôn họ còn có được lòng người, vì thế càng trở nên tôn quý. Nhất định phải có ý nghĩa. Làm người, chỉ số thông minh cao hay thấp, năng lực giao tiếp giỏi hay dở không quá quan trọng, nhưng tính cách nhất định phải có. Nói rõ hơn, bạn có thể không quá thông minh, giao tiếp không tinh tế lắm, nhưng nhất định phải có ý chí. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an, vừa nghe ai ghét mình nên cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn hãy sửa đổi những nông nổi, khắc phục sự lười biếng, bỏ đi những nghi ngờ vụn vặt, vượt qua các cám dỗ đời thường, đầu tư tâm huyết vào việc cần thiết, và hãy để tinh thần yên tĩnh để làm tốt việc cần làm. Sau những nỗ lực hết sức, bạn sẽ nhận ra bản thân ưu tú hơn mình nghĩ rất nhiều. Định vị đời mình. Khi có thể bỏ qua quá khứ, xem trọng hiện tại và vui vẻ với tương lai, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của cuộc đời. Khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, khi quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp. Phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết nhu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi
thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Trong các mối quan hệ qua lại ở đời, nên nhớ sự lương thiện, nhiệt tình và thành thật dễ mang lại kết quả tốt đẹp. Có những nụ cười gần gũi hơn cả sự lễ phép và có thể mang lại sự lồng ấm cho người đối diện. Nhân quả thế gian. Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, đối với mọi việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Nếu dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa, đáng ghét. Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thực ra phương pháp tốt nhất để được xinh đẹp chính là giữ nên nội tâm thanh tịnh và tinh thần vui vẻ. Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thực ra những gì nhận được ở đời này đều là kết quả mình tạo ra trước đó. Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Hãy khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tôn kính với mọi người, mọi việc. Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ, kiên trì với những thiện lành hiện tại, sẽ đón một ngày mai tươi sáng, nhẹ nhàng. Cảm nghĩ của cuộc sống. Chúng ta, những con người bằng xương, bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé, yếu đuối sẽ có khi cảm thấy thương tổn, đau lòng. Nhưng không phải hễ có bao nhiêu uất ức thì đều phải phơi bày lên trên khuôn mặt. Càng không phải hễ gặp khó khăn là phải tìm người kể khổ. Nếu mọi nỗi đau đều có thể quên đi thì chẳng ai muốn giữ mình thanh thản. Nếu mọi vết thương đều có thể liền sẹo thì cần chia những cấm kỵ trên đời. Hãy nhớ rằng bạn cũng là một người bình thường. Lúc cơ thể mỏi mệt cần phải biết nghỉ ngơi. Khi trong lòng bị tổn thương cần phải được điều trị. Mọi việc chỉ cần bản thân đã cố gắng hết lòng thì kết quả thế nào cũng không cần hối hận. Bởi trên đời có rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Không nên làm khó bản thân. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm, khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Cuộc đời nếu có thể bớt chút so sánh, bớt chút toàn tính, bớt chút oán hận, bao dung nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, thì mỗi ngày đều là một ngày mới và thế giới sẽ trở nên yên bình. Một đoạn đường nếu đi đã đâu mà không nhìn thấy hy vọng thì nên thay đổi phương hướng. Một sự việc nghĩ đã nhiều vẫn không mở được nút thắt trong lòng thì nên buông xuôi. Một số người qua lại lâu ngày vẫn không cảm nhận được sự chân thành thì hãy rời xa. Một lối sống áp dụng một thời gian dài vẫn không tìm thấy niềm vui thì nên chọn cách thay đổi. Dưỡng mình chừng mực. Con người kiên cường lâu ngày sẽ có khi mỏi mệt. Tình cảm để tâm quá nhiều sẽ khiến lòng đớn đau. Công việc tích cực quá đã cũng có khi mang vạ. Lời nói phát ngôn quá lố sẽ trở thành quạc lác. Đã là cuộc sống thì không thể khiếu cay đắng ngọt bùi. Đã là cuộc đời thì sao tránh khỏi tình người ấm lạnh. Ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời.
có một số việc nhìn rõ rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, có một số người hiểu thấu rồi thì không bận lòng nữa. Làm người nhiều lúc không nên quá rạch ròi, có khi hết lòng hết dạ vẫn bị trách hờn, cứ thoải mái vô tư thì không gì vướng bận. Chỉ cần trân trọng người trước mặt, làm tốt việc của mình, chân thành, lương thiện, không thẹn với lòng, tất cả sẽ có sự hồi đáp xứng đáng. Mỗi buổi sớm mai khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc bản thân sống một ngày vui vẻ và ý nghĩa. Đầu tiên là cho chính mình. Trên đời chỉ có lòng người thiên lệch, chứ không có chuyện gì là không công bằng. Không cần oán, cũng đừng nên hận. Cứ hết mình với hiện tại, mọi thứ lớn nhỏ sẽ từ từ lùi vào dĩ vãng. Cuộc sống dù tàn khốc đến đâu, bạn cũng hãy cứ kiên trì. Vì nỗ lực bao nhiêu sẽ đạt được thành công bấy nhiêu. Khi thời gian qua đi, nhìn lại cuộc hành trình sẽ thấy trong biển người mênh mông, mỗi một cuộc hội ngộ đều là một nhân duyên tốt đẹp. Đời một người tính dài ngắn làm chi, quan trọng là mình làm được gì trong khoảng thời gian sống. Cuộc sống gập ghềnh lắm, nhớ để người bên cạnh cảm nhận chút ấm áp. Vì mỗi ngày người còn lại bên ta sẽ một ít đi, khoảng thời gian mình được gặp họ cũng sẽ ngày càng ngắn lại. Buổi sáng khi mặt trời xuất hiện, nhớ nhắc mình bắt đầu một ngày bình yên, đặt niềm vui ở trong lòng và nở một nụ cười ở trên môi. Không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng, tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu, thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng, cây bách trốn thâm ưu, nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết gió rét, không cần bè bạn vẫn đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai ai rồi cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua giông tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn thắp lên rồi vụt tắt, tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi, bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất, buồn khổ chính là một vỏ rượu, uống say rồi cũng tỉnh. Cô đơn chính là một vì sao, sau khi nấp nánh rồi cũng vụt tắt, mẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Cái tuổi trăm năm cũng như giấc mộng, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Nảy danh lầy lợi lầy tình, chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn chăng để lại ấy là tình thương. Khó dễ ở trong đời, dễ là nói chẳng nghĩ suy, khó là cẩn trọng những gì nói ra.
dễ làm đau đớn người ta, có sao hàn gắn bao là vết thương. Dễ là biết được vô thường, khó lòng cứ vẫn tơ vương cuộc trần. Dễ là độ lượng bản thân, khó sao dung thứ tha nhân nỗi nầm. Dễ là vong phụ ân thâm, khó câu tình nghĩa ngàn năm dã hoại. Dễ là phạm những điều sai, khó tâm học hỏi những ai hơn mình. Dễ cho kẻ khác niềm tin, khó là luôn giữ chính mình thẳng ngay. Dễ là nói những điều hay, khó thay sống tựa trình bày ngẫm ngôn. Dễ là suy tính thiệt hơn, khó lùi một bước nhịn nhường lẫn nhau. Dễ là sống vội sống mong, khó dừng chân lại thở sâu biết lại. Dễ là hứa hẹn ba hoa, khó lời tín nghĩa thiệt thà một khi. Dễ là gieo rắc thị phi, khó là nội quán tự chi lại mình. Dễ là chiến thắng quang vinh, khó lòng khiêm hạ thấy mình nhỏ nhoi. Dễ xin địa chỉ mọi người, khó mà tìm được chỗ ngồi trong tim. Dễ biết nói, khó biết im, khó cùng ánh sáng, dễ tìm bóng đêm. Dễ vụng chân ngã xuống thềm, khó vùng đứng dậy vượt lên chính mình. Dễ biết trời đất rộng thênh, khó làm biết được ngôi đền tự tâm. Dễ vui sáu lẹo thăng trầm, khó lần ngắn gần âm thầm hồi hương. Dễ khi mất cảm thấy buồn, khó trong hữu phúc biết thương giữ gìn. Dễ là vun vén quanh mình, khó tình trải rộng ánh nhìn vị tha. Dễ cho ngày tháng đi qua, khó là tỉnh thức trong ta vài giờ. Dễ sinh dễ tử mơ hồ, khó khi đối diện nấm mồ tuệ chi. Dễ là viết những lời thi, khó rằng mơ ước đời đi vẹn toàn. Thôi chừ tìm cái cầu toàn, dễ là ngồi xuống khó hàn phục tâm. Dầu sao cũng quyết một lần, bằng không khó dễ nần khân nối dài. Những điều tâm đắc tôi học được từ cuộc sống. Tôi đã được học rằng thỉnh thoảng ta có được quyền để giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được độc ác. Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình, thế nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thực sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thực sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cả cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên mà tôi tâm đắc nhất, thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thực ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình.
sống để yêu thương. Mở tâm ra chọn với đời, cho tình thương nở đẹp người đóa sen. Mở lòng với lại cùng quen, cơn mưa từ ấy nhẹ nên vào hồn. Bình minh rồi lại hoàng hôn, sống chan hòa chớ để buồn một ai. Cho đến tuổi đời phai, mỉm cười đã sống không hoài kiếp ly. Giữ lòng hỷ xả từ bi, đường về cố quận cùng đi dập dìu. Sẽ không buồn những buổi chiều, khi mình đã sống rất nhiều ban mai. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đạo. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo được. Này em, cứ trải lòng mình, giấu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau, nỗi khổ là xương, sẽ tan tựa sóng, trùng dương vỗ bờ. Này em, chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có bốn cái ân, dầu khôn đáp tạ, tình trần nhớ ghi. Này em, vạn nẻo đường đi, nếu từng gục ngã, kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối trông chênh, công thành không kể, kẻ bành lòng ta. Này em, đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng. Biển đời núc đục núc trong, nhân hoàng mấy kẻ từng không nỗi lầm. Cùng tôi, em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, đổi tâm khoan đặt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trượt cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh lòng. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dại khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lay đổi rời. Khi danh khi nợ qua rồi, cuối đường vương giả nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng tơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em, đôi lúc biết dừng, thản nhiên mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi trừ sống lại từ đầu nghe em. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ. Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù ở bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích góp được bao nhiêu tiền, mà mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà bạn biết
giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những chàng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có những người nói với bạn rằng: này bạn ơi, hãy cố lên. Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: không sao cả, có mình ở bên bạn này. Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến đâu. Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị, hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình chia sẻ tiếp theo.